So với tuần 1 tháng 4, tuần này số vị trí cần tuyển tăng 48 vị trí với tổng 4.860 nhân viên cần tuyển. Trong đó, ngành Internet giảm gần một nửa. Tổng quan, cả ba ngành đều có xu hướng giảm, trong đó ngành Internet có xu hướng giảm mạnh nhất, chỉ bằng 1/2 so với tuần trước, hiện tuyển 294 vị trí. Ngành Software giảm nhẹ với 234 vị trí, ngành Internet cũng trong trạng thái tương tự với 294 vị trí. Cơ hội việc làm tập trung tại Hồ Chí Minh với 211 vị trí, trong khi đó Hà Nội cần 178 vị trí. Cả ba ngành đều ưu tiên tuyển dụng middle senior level, tiếp đến là entry level. Nhìn chung các ngành đều giữ ổn định. Ngành ngân hàng tăng nhẹ với 177 vị trí, ngành bảo hiểm cũng theo chiều hướng đi lên với 35 vị trí. Trong khi đó, ngành tài chính giảm nhẹ với 129 vị trí. Cơ hội việc làm tập trung chủ yếu ở Hà Nội với 113 vị trí. Ở Hồ Chí Minh tuyển 51 vị trí. Trong đó, cả ba ngành đều ưu tiên tuyển dụng middle senior level. Cụ thể, các ngành đều có xu hướng đi lên, ngành bất động sản tăng nhẹ với 47 vị trí, ngành xây dựng cũng có chiều hướng đi lên với 14 vị trí. Nhu cầu tuyển dụng phân bổ gần như tương đương ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần lượt theo ngành là 10 và 14 vị trí. Nhìn chung, các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng middle senior level. Cả hai ngành đều không có nhiều sự biến đổi, ngành F&B tăng nhẹ với 53 vị trí, trong khi đó ngành sản xuất thực phẩm có chiều hướng ngược lại, giảm nhẹ chỉ còn 40 vị trí. Nhu cầu tuyển dụng phân bổ gần như tương đương ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần lượt là 19 và 5 vị trí. Trong đó vị trí cần tuyển nhiều nhất là middle senior level. Ngành thời trang có xu hướng tăng, hiện tuyển 36 vị trí, tuy nhiên ngành bán lẻ giảm mạnh chỉ còn 74 vị trí. Cơ hội việc phân bổ khá tương đương tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, lần lượt là 13 và 18 vị trí. Tất cả các ngành hàng đều có nhu cầu tuyển dụng cao ở vị trí middle senior level. Are you aiming to make your workforce more productive, effective? Then I have a great news for you. You can assess your workforce by using our scorecard to get insights on your workforce and also get different industry benchmark and also get our expert advices as well too. Take the description section of this video and you will find out a set of scorecards specializing for providing different kind of assessment for your workforce. There is another good news. There is no fees to using those scorecard. So go ahead and make the best use of them. And if you still need more help from us, there's another link there to book an appointment with us too. Click that link and book an appointment. We would love to have a conversation to help you achieve your workforce success. Your workforce more productive and effective and make your company more profitable. So click the video right now and I will see you in the next.